Ok, Vân chào cả nhà. Thì hôm nay Vân sẽ hướng dẫn làm sao để làm facial spa trên ghế pedicure hoặc là ghế làm móng tay của mình nhé. Và khi mà họ ngồi trên ghế rồi thì mình sẽ recommend, mình nói mình có những cái facial như thế này, thì cái nào là bà chọn. Thì khi mà họ chọn á, là gọi là age lock facial spa ngay trên ghế luôn ha, là cái kế cuối ha, cái cuối cùng là trong phòng. Thì cái kế cuối thì mình ít nhất á, là mình lấy thêm 35 đồng trở lên, 35 40 đồng ha, tùy theo tiện, ngay trên ghế rất là tiện lợi. Và nếu như sau này bây giờ mình có thêm cái Lumi Spa đó, là mình sẽ lấy thêm ít nhất 5 đồng nữa vì deep massage hơn nữa, và giúp cho làm sạch hết tất cả dưới lòng mặt lỗ chân lông của mình, khép lại, săn chắc cái da hơn nữa mấy chị nhé. Và bữa nay Vân sẽ làm luôn cái Lumi Spa và cái facial spa trong cái này luôn. Thì thí dụ như bây giờ hiện giờ cái giá của mình là 40 thì mình sẽ lấy lên 45 đồng ha, làm luôn trên ghế và rất là tiện lợi. Trước hết đó, mình sẽ xịt cái napka mist là một trong những cái sản phẩm mà giúp cho da giữ được cái độ ẩm của da. Thì cái trời mùa đông này hoặc là khí hậu đó, nó sẽ làm cho cái da mình rất là dễ bị khô cằn ha, khi mà khô thì dễ bị già. Thì đây là cái sản phẩm mà có thể giúp được giữ ẩm trên cái da của mình. Và nếu được á, mình sẽ cho khách nhả chút xíu thì họ relax hơn ha. Vì Vân làm demo cho nên Vân làm nửa cái mặt cho khách thôi nha. Nhớ là che cái mắt của họ chứ. Cái gel này đi chung với cái Lumi Spa mấy chị nhé, gel rửa mặt này mình lấy chỉ cần khoảng cỡ một hạt đậu thôi. Giờ mình muốn cái mặt của người ta nâng cái cơ mặt á, thì mình sẽ đánh 45 độ đi lên ha. Thôi cho đều cái gel xong mình sẽ đánh 45 độ đi lên. Đi bên rửa mặt cũng vậy. Và nhớ là ở đây có một cái nguyệt ha, dừng ở đây chút xíu. Ở trái tay có một cái nguyệt ở đây nữa ha, dừng chỗ đây một chút. Ở đây có một cái nguyệt nữa nè. Thì khi mà mấy chị chừng vài giây ở đây đó, thì họ cảm giác được nguyên cái đầu của họ rất là nhẹ, đúng không chị? Đây là nó thông được cái mũi nè, đây nó thông được cái đầu nè, nha nha. Nhớ là đi xuống nhẹ, đi lên mạnh tay chút nha. Vì Vân làm rửa mặt cho nên là Vân sẽ ngưng khoảng cỡ 1 phút ha. Cái này là đúng 2 phút thì nó tự động nó ngưng. Mình sẽ hút được những chất dầu, chất nhờn dưới lòng da của người ta ha. Thấy đi, giờ không? Hút được ở phía dưới lòng da. Chất dầu, chất nhờn, chất bụi bặm. Và mình có những cái khăn giấy mình xài xong rồi mình quăng luôn, rất là tiện và rất là dày. Khi mình chùi đó, mình kẹp trên cái tay của mình cho nó gọn. Nó gọn để nó đừng có lòng thòng tùm lum tà la ha. Gọn lên cái tay ha. Và khi mình lau á, mình cũng là 45 độ đi lên ha. Chở qua bên đây một cái là mình được cái khăn sạch rồi. Xong. Và cái khăn mình có thể rửa lại khi mình đổi nước. Okay, cái bước kế tiếp á,
mình sẽ dùng chút xíu cái eyeshadow cleansing tone ha. Hết sản phẩm. Xài cái tiệm này xài khá là đắt luôn. Hôm nay trời bão tiếp. Trời bão tiếp mà tiệm rất là đông, cho nên mấy anh chị sẽ nghe cái background nó hơi ồn chút. Vì cái tiệm này áp dụng 100% sản phẩm, cho nên khách đặc biệt hơn. Đặc biệt hơn các tiệm khác. Giờ này người ta đóng cửa người ta đi ngủ rồi mà khách lại vô ào ạt như vậy. Okay. Thường nguyên cái mặt mình xài 2 phông, nhưng mà vì nửa cái mặt cho nên mình xài 1 phông thôi ha. Phông mạnh chút xíu. Cái này nó giúp cho săn chắc cái da của người ta hơn nữa nha. Nhớ là làm cái mặt cũng gì mình làm cái cổ xíu nha. Vì cái cổ người ta cũng bị khô và bị cằn cỗi từ cái cổ. Cách mình massage, mình massage đi lên ha. Nên mình không cần phải rửa kỹ. Rồi. Giờ đó mình dùng cái thần đất đẹp gel để mình chạy với cái máy facial spa. Facial spa là một trong những cái máy mà có thể nâng được cái cơ mặt của họ lên, khép lỗ chân lông và giảm đi nếp nhăn ngay tức khắc trong một lần đầu mấy chị làm ha. Họ cảm giác được liền. Thì trước khi mình mở máy đó là mình sẽ thoa gel đều cái mặt của họ. Cách thoa gel đó mình để 45 độ. Nhớ là cho nó vừa gel chứ đừng có khô quá. Giờ mình nên xịt chút xíu nước ẩm Nuskin mix. Lên tay của mình, hai tay đều phải ướt nha. Vì cái máy này nó chạy bằng nguồn điện, cho nên hai tay đều phải ướt hết nha. Và cái step đầu á, ôi trời, xíu kỹ thuật chút. Mình bấm số 4 là cái số đầu tiên ha. Số 4 đầu tiên. Và cái cách mình mà xa đó, nhớ là hai tay phải ướt nha. Nếu mình làm một mình thì chỉ cần một tay ướt thôi, vì nó dẫn điện ở phía sau cái máy, cho nên một tay ướt thôi là mình có thể làm được vô tư luôn trên cái mặt của mình. Nhưng nếu mình làm cho người khác thì cái tay kia phải ướt và phải dịnh lên cái da của người ta nhé. Và mình đi từ ở dưới đi lên 45 độ đi lên. Kéo lên. Và nhớ là phải nghe beep nhé. Beep nha. Mỗi 10 giây nó sẽ nghe một cái tiếng beep. Và khi mình nâng cơ đó, mình có thể cầm cái máy kiểu nào mà mình muốn ha. Mình có thể đẩy lên từ đường này ha. 45 độ đẩy lên. Nếu mà cái người họ thiếu nước á thì cái máy nó sẽ không có chạy, và mình có thể cho họ uống một chai nước thì họ sẽ dẫn điện được từ cái nước người trong người của họ. Nhớ là 45 độ đi lên ha. Nâng cơ mắt nè. Khi mình muốn nâng cơ mắt á, mình dừng đây lại chút xíu ha. Dừng ngay chỗ mắt chút xíu. Và mình kéo thẳng lên luôn. Thì mình sẽ nâng được cái cơ mắt của mình lên. Và nếu mình có dấu chân chim ha, các có dấu chân chim nhiều quá thì mình tập trung vào dấu chân chim nhiều hơn chút xíu ha. Phải nghe beep beep nha. Và mình nâng cái cổ chút xíu. Ờ,
Và đây nó có cái nguyệt, những cái nguyệt ngay cái trái tai nè. Thì mấy chị nên dừng chỗ này chút xíu để nó nâng được cái cơ ha. Nhớ là mình không có dở máy lên khỏi mặt của khách nha. Mình đưa xuống rất là nhẹ và mình đưa lên nó mạnh tay xíu để nó nâng được cái cơ mặt. Và nếu mà khách á, mà có cái chỗ nào cần tập trung, mình tập trung cao độ hơn, ví dụ như chỗ này là chỗ chảy xệ nè, thì mình sẽ tập trung cái chỗ này nhiều hơn chút. Và cái chỗ dấu chân chim thì mình sẽ tập trung cái chỗ dấu chân chim nhiều hơn chút. Đây là dấu chân chim ngay đây nè, thường là như vậy ha. Tập trung ngưng chỗ đó chút xíu thì nó sẽ ủi thẳng cái chỗ đó. Và nếu mình muốn nâng cái cơ mắt lên á, thì tập trung ngưng ngay chỗ cơ mắt một chút xíu, thì mình sẽ đưa thẳng lên, thì cái cơ mắt của họ sẽ được nâng lên. Sống mũi à, mấy anh chị có tin là cái này có thể giúp được mũi cao lên chút không? Và cái mắt mình to hơn. Nếu mình chạy cái chỗ này ha, thì nó sẽ lấy mỡ chỗ cái sống mũi đó, nó tan được cái mỡ sống mũi từ những cái mũi mình. À, bọng mắt, bọc mỡ thì mình sẽ có cái gel đặc biệt cho cái đó. Nhưng mà cái máy này nó có thể giúp, nó có thể giúp làm tan đi cái bọc mỡ ngay chỗ đó. Mình tập trung chỗ đó một chút xíu. Và hơn thế nữa là mình đừng có đi sâu vô mắt của người ta nha, ngay cái cục xương thôi nhé. Và nếu mình không có nhớ là phải đi như thế nào đó, là mình chỉ đi nè. Thứ nhất là 1 nè. Nếu mình cảm thấy hơi khô đó, thì mình có quyền xịt thêm chút xíu giữ ẩm. Thì gel nó sẽ ra lại cho mình chạy. Nhất là 1 ha, đi lên. Nhưng vậy có cái này, vài giây. Đang cái nữa, chỗ cái lằn cười nè. Kéo ra. 2. Và đi nhẹ vô. 3. Ngưng cái này xíu vì cái chỗ dấu chân chim của người ta. Và kéo thẳng lên trái tay luôn, thẳng lên đây luôn. Và bây giờ thêm một cái nữa ngay mắt á, vì mình muốn nâng cơ mắt. Vô thẳng lên trên luôn. Ở trên trái thì mình có quyền đi ngang dọc đó, không có thành vấn đề. Và đây là mình kéo lên, chỗ này hay bị nhăn nè. Kéo lên. Rồi bây giờ đó, mình sẽ đi thêm một lần nữa, cũng là 3 lần như vậy. Rồi mình qua bên kia mình đi y chang vậy là tự nhiên nó hết giờ. Nhớ ha. Đi xuống đây là 1 lần ở dưới này nè. Okay. Rồi 2 nè. Rồi bắt đầu 3 nè, mình đi từ từ nha. Và bắt đầu 4 nè. Rồi thêm 1 lần nữa vì muốn nâng cơ mắt nè. Giữ lại, chỗ nào mình cần tập trung mình giữ nó lại chút xíu, nâng lên. Ok. Và mình đi thêm 1 lần nữa và rồi qua bên kia một cái nữa là hết giờ, đúng giờ luôn á. Vì mình làm nửa mặt cho nên mình sẽ không có đi hết giờ ha. Ok. Sau đó mình sẽ lau sơ cái gel này và mình chạy thêm 1 lần nữa nhưng mà khác số. Vì sao khác số? Vì cái số đầu đó là cái nguồn điện âm. Nguồn điện âm nó sẽ đẩy cái gel vào và nguồn điện dương nó sẽ hút những các chất dơ dưới lòng mặt của họ và hút được đi sâu xuống 3 layer của da mấy chị. Không có cái máy nào mà có thể đi xuống 3 layer, 3 layer tiếng Việt là cái gì? Biểu bì hả? Ba cái biểu bì. Ba tầng ba lớp biểu bì. Ba lớp biểu bì của da. Ba tầng lớp biểu bì của da. Dạ. Cái này không cần phải lau sạch, mình lau sơ thôi nhé. Không cần phải lau sạch cái step này. Và cũng y chang như cái gel đó ha, conductive gel. Mình sẽ chạy thêm 1 lần nữa nhưng mà cái nguồn điện dương nó giống như cục 500, nó sẽ hút được những cái gì dơ dưới lòng mặt, nó sẽ hút ra. Mình cũng ho cho đều trước khi mình bắt máy. Thank you.
phải đủ gel nha, đừng có khô quá. Nếu mà nhiều quá thì nó sẽ chảy, mình khó làm. Tay phải ướt hai cái tay. Và mình xịt trên mặt người ta ướt chút xíu để mình có thể dễ chảy. Và đặc biệt là mùa đông này cái gel nó hơi đông. Số 3. Nhớ là cái máy nó work là nó phải beep nha. Cái nọng của người ta là mình cần phải tập trung chút xíu à. Đẩy mạnh lên. Nếu mà nó không có biết có nghĩa là cái máy không có chạy nha. 4, tập trung chỗ, dừng lại chỗ này chút xíu, 1 vài giây. Rồi mình để lên. 4, rồi đi lại một cái chỗ mắt nữa để mình nâng cơ mắt. Nghe chỗ này. Nâng thẳng lên luôn. Ok, giờ trở lại thêm một lần nữa. Nhớ đừng dỡ máy khỏi cổ. Ở da. 1. Dừng lại chút xíu nha. 2. Mình nâng á, mình muốn giữ nó xíu cho nó thành cái biết một cái là nó sẽ nhấn được cái chỗ đó. Okay. Và nhớ là mình đi mỗi một bên vậy 3 lần xong mình 2 lần xong mình đổi bên ha. 2 lần như vậy xong mình đổi cái bên. Ok, vẫn đi 2 lần ha. Xong rồi mình sẽ ngưng vì vẫn không có chạy nguyên cái máy ha. Nguyên cái mặt ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hai cái nước. Actually không còn. Chưa. Mình sẽ lau cho cái gel này. Khoan. Lau cho cái gel này lấy ra khỏi mặt người ta ha. Bây giờ đó thì người ta feel được cái độ săn chắc rồi, nhưng mà sau đó mình dùng thêm cái loại mask là một trong những cái mặt nạ mà đi chung với cái bộ máy này đó. Thì cái mask này nó sẽ giúp săn chắc hơn nữa mấy chị, và nó last lâu hơn nữa, nó làm cho cái mặt săn và khép được cái lỗ chân lông của mình. Okay. Và mình để lên chừng 3 phút, 2 cho tới 5 phút thôi, tùy theo cái thời gian của mình. Thường thì em để chừng khoảng 3 phút, em vừa để vừa massage ha. Cái này không cần phải lấy nhiều. Cái này mình cũng có thể giúp làm massage cho nó thẩm thấu cái mask ha. Xa chút xíu là cũng cần. Mình thôi cho nó đi. Rồi cái này á, là mình để khoảng cỡ công ty nói là khoảng 2 phút thôi. Nhưng mà tùy theo cái thời gian mình có. 2 phút cũng được hoặc là 5 phút cũng được, không có sao hết. Thì cái mask này công dụng nó là săn chắc hơn nữa, vậy thôi ha. Và sau khi ấy cái này đó mình cần thay nước.
à, mình cần thay nước với giặt cái khăn. Giặt cái khăn mà mình nãy giờ mình dùng á là phải giặt cái khăn và thay nước cho nó sạch. Trong khi mình chờ đợi cái mask á, thì mình sẽ đi thay nước. Hoặc là nếu mà mình có thêm chút xíu thời gian nữa mà muốn nhiều thêm nhiều tiền tip nữa đó ha, thì cách mình làm á, mình sẽ lau cái tay của mình. À, và mình cũng có thể bỏ chút xíu lotion hay là essential oil gì đó, mình rót chút xíu cái cổ của người ta. À. Chỉ cần chút xíu này thôi mà tiền tip mình ghi gớm lắm đó. Đây là những bí mật của tiền tip nè. Và đây nó có những cái nguyệt ở đây nè. Sao trái tay nó có một cái nguyệt ở đây nè. Mình bấm thì nó đã thông được cái đầu á. Nó làm cái đầu họ nhẹ lắm. Chờ đợi cái mát nè. Cái này là extra thôi nha, chứ không phải là nó nằm trong cái include trong cái facial. Nhưng mà mình chỉ có muốn build cái relationship giữa mình với khách. Để mình có tiền tip nhiều thì đây là những cái chiêu mình cần làm. Okay. Không có cần nhiều, chỉ cần chút xíu thôi. Nhưng mà nếu được á, mình để chút xíu chừng 2 giọt essential oil luôn. Pha với lotion. Pha với lotion thì nó sẽ tuyệt vời lắm. Rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa cho sạch cái mask này ha. Cái step này là cái step mình cần phải thật là sạch nha. Thật là sạch. Rồi, bây giờ cái step cuối cùng á, đây là cái sản phẩm mà mình xài đâu bán đó nè. Vân nói cái sản phẩm này là hầu như ai xài cũng mê hết. Vì sao? Vì họ feel được liền ngay tức khắc cái sản phẩm này. Gọi là True Face Essence Ultra thì mình hay gọi là giọt nước thần đó, hoặc là viên thuốc tiên của mình đó. Tại sao? Tại vì xài một viên thôi mình mê, mình không thể thiếu được, vì cái độ săn chắc và cái độ mịn màng, cái độ bóng trên cái da đó làm cho cái da của mình nó càng ngày càng trẻ hơn là cái viên thuốc tiên nhỏ xíu này nè. Okay. Và vì mình muốn mình sẽ nói sơ là đây là một trong cái serum mà the best, that's best serum that I ever seen. It will form and tight your skin, refresh your skin, and your skin look younger and younger because of this. Okay, so nó sẽ giúp cho nâng cơ, tái tạo lại cái sự đàn hồi của da đó mấy chị. Giống như những người mình càng ngày càng lớn đó, mình bị lão quá thì cái da mình bắt đầu chảy xệ, thì cái viên này nó giúp cho săn hơn, tái tạo lại cái sự đàn hồi, săn càng săn chắc hơn nữa ha. Và mịn, mịn lắm, rất là mịn luôn. Thì mình xài mình tháp đều hết à. Một cái viên này mình xài được nguyên cái mặt, cái cổ luôn nhá. Vì Vân làm nửa mặt chị cho nên Vân sẽ làm nửa mặt. Nhưng mà trước khi mình massage thì mình sẽ tháp
cho nó thẩm thấu. Cách mà sao mà mình muốn cho cái da của họ có kết quả hơn nữa đi từ dưới nè, và đi chỗ nào á nó chắc chỗ đó, đừng có quờ quào mà đi chỗ nào chắc, kéo lên tới trái tay luôn, tới đây luôn ha, đi từ từ thôi, không cần phải nhanh đâu. Nhớ là mình muốn nâng cái cơ mặt của người ta chỗ này nè, không có chạy xệ là mình phải kéo luôn tới trái tay luôn nha. Giờ khi mà chị dùng cái này ở nhà cũng vậy đó chị, nâng cái cơ. Hai cái ngón tay mình ở chỗ này cũng lợi hại lắm nè, mình để hai ngón tay mình nghe chỗ này thì nó sẽ kéo được cái cục mỡ chỗ này ra nè, tan được cái cục mỡ ra. Nhớ là tay này nó nói tiếp tay kia chứ đừng có dở lên hai tay một lúc nha. Nâng cái cơ mắt nè, nâng lên nè, nâng được cái cơ mắt nè. Tay này nó nói tiếp tay kia. Và nếu như mà cái mắt của người ta có dấu chân chim á thì mình sẽ dùng hai cái ngón tay của mình banh cái chỗ dấu chân chim ra, và dùng một ngón tay giữa của mình để mình ủi, để mình đuổi cái dấu chân chim của họ. Ủi dấu chân chim, ủi ra nha, ủi ra nâng cơ mắt, nâng cái cơ mắt này bằng hai ngón tay cái của mình nè. Cái này mà mình massage mà đúng cái mặt chúng ta hất ngược lên. Rồi, sau đó đó là mình có thể dùng, nếu mà trước 3 giờ chiều đó là mình sẽ dùng cái kem dưỡng ban ngày có cái chống nắng ở trong đó, và nếu như sau 3 giờ chiều thì mình sẽ dùng cái kem dưỡng tiêm. Vì bây giờ là trước 3 giờ thì Vân sẽ dùng cái kem chống nắng, đặc biệt có cái công nghệ chống lão hóa trong này. Và mình chỉ không cần dùng nhiều, chút siêu thôi. Kem chống nắng, cái massage nhiều đó là cái thơ mà Vân vừa massage đó, cái này đó là không còn massage nhiều nữa mà mình tap để nó siêu lại những cái gì mình đã làm thôi. Cái đó cũng không có cần gì. Cái này thì nó hơi ít chút xíu nhưng mà không có cần phải là quá là nhiều ha. Mình còn muốn siêu cái mặt họ lại thôi. Ok mấy chị, đó là cái facial spa mình làm luôn trên ghế luôn, và mình
Phải nói là mình kiếm tiền rất là dễ dàng, 40 đô, ít nhất 40 đô, 45 đô trên cái mặt của họ. À, vì Vân vừa làm vừa nói cho nên thời gian nó kéo dài hơn. Nhưng mà nếu mình làm á, thì cái thời gian nó khoảng cỡ nửa tiếng ha, cỡ nửa tiếng thôi, không có nhiều hơn ha. The whole face nha, nguyên cái mặt luôn khoảng nửa tiếng. Ok, rồi, dạ nhá, chào cả nhà.